Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chương trình Thời sự Chào buổi sáng của Ban Thời sự Đài Truyền hình Việt Nam được phát sóng trực tiếp trên kênh VTV3. Hôm nay thời sự ngày 4 tháng 3 2017. Chương trình thời sự bản tin sáng ngày hôm nay gồm có những tin chính sau: thêm 30 ca trẻ em bị bệnh tim nghèo do Thành phố Hồ Chí Minh tài trợ cứu giúp; doanh nghiệp Việt Nam tẩy chay YouTube; Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh làm việc với Sở Xây dựng để bố trí tái định cư tại Thành phố Hồ Chí Minh; giá vàng SJC cao hơn thế giới 3 triệu đồng một lượng. Sau đây là bản tin chi tiết. Theo thông tin lễ ký kết hợp tác tài trợ hội bảo trợ bệnh nhân nghèo Thành phố Hồ Chí Minh và Công ty Dầu khí Việt Nam, trong 6 tháng tới sẽ có thêm 30 ca phẫu thuật bệnh tim miễn phí cho trẻ em nghèo bệnh tim bẩm sinh tại Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là lần đầu tiên hội bảo trợ bệnh nhân nghèo Thành phố Hồ Chí Minh được Công ty Dầu khí Việt Nam tài trợ với tổng số tiền hơn 1 tỷ đồng. Doanh nghiệp Việt tẩy chay YouTube, nhiều nhãn hàng lớn từng phát dư quảng cáo trên kênh YouTube đều ngưng hợp tác trên kênh này sau khi YouTube bị cơ quan quản lý tuyết còi vì phát hiện nhiều nội dung vi phạm pháp luật Việt Nam. Theo tin tức từ Bộ Thông tin và Truyền thông, trong thời gian qua, cơ quan này đã phát hiện khoảng 17 video được phát trên kênh YouTube vì nội dung không lành mạnh, vi phạm pháp luật Việt Nam. Điều đặc biệt, các clip xấu này được chèn vào những quảng cáo của những nhãn hàng lớn đang kinh doanh tại Việt Nam như Vinamilk, Unilever, Yamaha và Vietnam Airlines. Đoàn đại biểu Quốc hội Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh do ông Phạm Văn Đông, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với Sở Xây dựng về tình hình đầu tư thực hiện và bố trí tái định cư các hộ dân tại Thành phố Hồ Chí Minh. Giai đoạn năm 2017-2030, Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục triển khai 154 dự án trọng điểm với hơn 6.000 hộ dân bị ảnh hưởng, trong đó giải quyết nhu cầu tái định cư thực hiện xã hội hóa, tái xây dựng. Hiện nay, quỹ nhà có sẵn của Thành phố Hồ Chí Minh đã hơn 450 căn, đảm bảo giải quyết tái định cư cho 70 dự án của Thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn từ năm 2017 đến năm 2018. Sau đây là bản tin về giá vàng. Giá vàng SJC cao hơn thế giới 3 triệu đồng một lượng. Ngày 3 tháng 3, giá vàng thế giới giảm mạnh trong khi vàng miếng SJC giảm nhẹ, khiến mức chênh lệch giá vàng SJC cao hơn thế giới lên đến 3 triệu đồng một lượng. Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC mua vàng SJC với giá 36,57 triệu đồng một lượng và bán ra với giá 36,82 triệu đồng một lượng, giảm 100.000 đồng so với ngày 2 tháng 3. Một số đơn vị kinh doanh vàng khác có giá bán thấp hơn như Doji SCB cùng 36,76 triệu đồng một lượng. Thông tin thời sự trên đã kết thúc chương trình thời sự Chào buổi sáng của Đài Truyền hình Việt Nam. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bao nhiêu ước mơ trong cuộc đời tôi như mây trôi theo cơn gió lãng du về đâu, thường khi ta hay quên sau những khó khăn trong đời mất hết niềm tin, và hôm nay ta đã thắp lên những hy vọng vào ngày mai. Bao nhiêu ước mơ trong cuộc đời, trong tin Star Media thăng hoa giá trị thương hiệu của bạn.